Nay quay cái quán cà phê Thốt Nốt nha. Quán này người ta được gọi là quán tình nhân vậy nè. Quán này là nó sân vườn đẹp thế nào mình đi thử nha. Đây canh chưa bắn rồi mới quay nè. Mình phải kẻ đâu hết. Có cái nhà bát giác ở giữa nè. Cái quán này nó có một điều đặc biệt là ghế xích đu và ghế đôi thôi. Đấy, cứ ngồi với nhau quay ra đây nè. Rất là tình nha. Đấy, cứ hai người trên xích đu thôi. Đẹp lắm. Thơ mộng mà riêng tư nữa. Lộng lắm. Đây. Riêng tư nha, cả một cái vườn nè, đấy. Riêng hết. Mỗi quán có một phong cách nha. Riêng lắm nha, ngăn riêng hết. Giờ người ta nghỉ rồi mới quay chứ giờ quay người ta đánh chết á. Đây nè, nhiều góc riêng lắm, nhiều cái riêng riêng lắm. Đấy. Anh nào mà có tình nhân bồ nhí là vào quán này là đúng luôn. Mình đi để quay khám phá chứ không phải là đây. Nhưng mà điều quan trọng là quán này mũi dã man. Muốn đẹp là phải đem theo cái đồ tha thuốc tha thoa mũi nha. Đẹp. Những cái góc đẹp lắm. Trời nó mát mẻ cực kỳ luôn. Có những con kênh như thế này nè. Đấy, đẹp không? Rộng lắm, rộng mênh mông luôn, nhưng mà riêng hết ấy. Có một cái hồ trung tâm thì quán ngồi giữa trung tâm đẹp thôi. Đấy. Trung tâm cái hồ là khách dành giá với cái một cái nhà thôi, còn lại là sân vườn hết. Đây. Nhiều cây dừa, nói chung là những đó, cái trúc đẹp lắm, to lắm. Cái liễu nè, đây là khoảng sân vườn trước cổng nè. Này khoảng sân vườn trống trước để xe luôn. Rộng lắm, rộng sân vườn mà. À, Thốt Nốt nè. Đấy, mắt ngồi quán cà phê nè. Quán này rộng mênh mông, bằng đêm thấy chứ. Bằng đêm mà chắc vô đây tối mò luôn á. Đây là trung tâm quán nè. À. Liễu này.
Mấy cây dừa này lâu lắm nè, rộng lắm, quán rộng mênh mông luôn. Nói đi, cái này ra khu vườn riêng à. Quán này cả một cái vườn luôn, người ta làm cái quán luôn.